Rồi, ok, xin chào các bác. Thì sau một tuần sử dụng cái con LG Velvet này này, thì em cũng có muốn một cái bài đánh giá nó chi tiết một tí. Nhưng thực ra thì một tuần sử dụng nó không làm cho em một cái chút nào cảm hứng để mà sử dụng nó mấy. Và đây sẽ là cái đánh giá cực nhanh về con LG Velvet này. Hy vọng là bác nào xem xong đừng có sốc quá. Trước tiên về ngoại hình ấy, con Velvet này đã hoàn thiện cực tốt rồi, như Samsung, ngon không kém gì Samsung. Về màn hình đẹp cũng không kém gì Samsung. Bác có thể thấy em có con V50 ở đây. Về cái màn hình ấy, thì cái con Velvet này nó đã làm cái màn hình giống y chang như kiểu của Samsung. Nó kiểu là bo cong là một, và cái kiểu màn hình nó ảo ảo ấy, và nó ám vàng nữa. Nó không còn là LG nữa, nó không còn là cái màn hình như kiểu của LG, chân thực như kiểu LG nữa, mà nó phù hợp cho cái đối tượng nào mà kiểu thích một cái màn hình nó ảo ảo một tí đó. Tương nhiên thì cái giọt nước này thì nó vẫn là của LG thôi, Samsung họ đã lỗ rồi. Tiếp theo là về phần âm thanh ấy. Âm thanh thì cái này là một cái điều đáng chê trách nhất của LG, là cái con Velvet này không còn cái chip DAC nữa. Cái trải nghiệm thực tế của em ấy, nghe nhạc trên con LG Velvet này, nếu mà nghe bằng tai nghe thì nó không hay tí nào cả. Nó nghĩa là nó không hay được bằng những cái con LG đời trước nữa. Và như được một cái nó hơn, đó là cái con LG này, LG Velvet này, nó cái nghe cái loa ngoài nó hay, nó lại hay hơn tất cả những cái con LG từ trước đến nay luôn. Vì nó có cái hai cái loa đây này, một cái loa đây cũng là loa để mà nghe loa ngoài nó nha, và cái loa dưới này có nghĩa là nó là loa stereo, cho nên nghe cái loa ngoài của nó ấy, trên đời con Velvet này đã rất là ngon rồi, phải nói là ngon nhất từ trước của LG đến nay. Nó còn ngon cả cái việc nghe nghe bom bóc luôn đấy. Nhưng mà cái nghe tai nghe thì cực tệ, không 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 có gì để bàn luận về cái việc nghe tai nghe trên cái con Velvet này, cực tệ luôn. Rồi tiếp theo là về camera ấy. Thì camera của con này chụp auto khá là ổn rồi, nó làm như kiểu của Samsung ấy, xóa phông rồi các thứ, kiểu nó làm đẩy cái màu lên rất là nịnh mắt người dùng, và mình thấy nó y chang như Samsung luôn. Và mạnh hơn những đời trước ấy, là nó có camera 48 chấm ở đây này. Thì cái camera 48 chấm này nó cho cái hình ảnh ở điều kiện môi trường ánh sáng tốt ấy, nó chi tiết hơn rất là nhiều so với những đời trước. Nhờ về ban đêm thì nó cũng không tốt cho lắm. Về cái cảm giác cầm nắm ấy, nếu như cầm một tay ở cái dạng kiểu này này thì nó khá là ok, khá là dễ cầm. Nhưng mà để sử dụng với một cái màn hình dài như thế này ấy, thì chắc chắn các bác sẽ phải mất một thời gian để mà làm quen với nó rất là lâu đấy. Và thực sự em dùng một tuần rồi em vẫn chưa sử dụng được cái màn hình nó quá dài như thế này. Và việc cái màn hình nó dài này, các bác đút túi quần ấy, nó rất là khó khăn luôn. Nhiều khi nó bị lòi ra ấy, nó như kiểu muốn trơn tuột khỏi túi quần của mình ấy. Cho nên cái này mà các bác mà dùng trần mà đút túi quần thì khá là nguy hiểm đấy. Nói về camera trước này thì nó có cải thiện hơn những đời trước, nhưng mà nó không được ngon như con G8 đâu, và mình thấy nó ở mức ổn thôi. Tiếp theo về vật liệu đăng ấy, thì cái con Velvet này nó sử dụng cái chip là 765 thì phải, mình cũng không nhớ rõ đâu vì mình cũng không quan tâm với cái chip này. Nhưng mà cái chip này thực sự là cho cái hiệu năng khá là ổn. Mình đang dùng cái con LG V35 ấy, thì mình cảm giác là cái con này nó còn mượt hơn cái con LG V35 luôn. Và cái điểm số AnTuTu này, mình có chụp đây này, nó cũng ngon hơn đây. Đây này, cái điểm số AnTuTu của nó cũng ngon hơn con LG V35 dùng chip 845 nhé. Đó. Và cái cảm giác dùng nó cũng mượt hơn. Về thời lượng pin của con này ấy, thì con này đang dùng cái cục pin là 4300, nó hiện tại mình đang thấy nó là trâu nhất của LG hiện tại rồi. Con V60 thì chưa biết tại vì mình cũng chưa trên tay, nhưng mà mình nghĩ con V60 pin 5000 thì có thể nó sẽ hơn. Rồi về cái phần mềm ấy, thì con LG Velvet này đã sử dụng cái Android 10 rồi, và mình cũng có trước đây cũng có trên tay con Bphone B86S ấy. Thì cái việc thao tác vuốt của họ và cái con vuốt của cái con Velvet này nó cũng khá là tương đồng nhau. Ví dụ vuốt là sang trái này, về này, back này, còn vuốt lên là về home này. Thì cái việc vuốt lên về home này y chang như của iPhone luôn. Nói chung mình cũng không không có đánh giá gì về cái này, mình tùy người thôi. Nhưng mình thấy là nó cũng đã là khá là ổn định được và tiện rồi. Rồi chốt lại về cái con Velvet này, thì thực sự là mình đang thấy là LG đang đánh mất chính mình rồi, mà đánh mất một cách thực sự luôn.
Trước tiên là về cái thiết kế không có gì đột phá và quá cũ rồi. Và thứ hai là cái màn hình nó quá giống Samsung luôn, giống cực kỳ luôn đấy. Về độ cong rồi, về cái màu màn hình rồi, về cái độ ảo của màn hình ấy, nó quá giống luôn. Và thứ ba nữa là về cái điều mà anh em rất tiếc nhất, đó là cái về âm thanh. Từ đời những cái đời trước ấy, LG làm âm thanh rất là tốt, nhưng mà đến đời này LG bỏ cái chip DAC đi ấy. Trải nghiệm âm thanh bằng tai nghe trên con này phải nói là không tốt một tí nào. Mình chưa đánh đó là cực tệ, thực ra nó không tệ cho lắm nhưng mà nó không tốt một tí nào. Thì ba cái điều đấy mình thực sự đã thấy là LG đã đánh mất mình một cách chính thức rồi. Và mình không hy vọng mình sẽ phải trên tay một cái con LG nào mà nó có cho cảm giác tồi tệ như bây giờ nữa. Thực sự là vậy. Ngay cả cái con V60 nó cũng có hàng ở Việt Nam rồi đấy, nhưng mình không một chút cảm hứng nào có thể mượn con đấy về mà đánh giá được, vì mình không có hứng với những cái đời LG bây giờ nữa. Thực sự là như vậy. Và mình rất hy vọng là LG có thể nhận thấy là cộng đồng fan LG ở Việt Nam đang rất là thất vọng về họ. Mình chỉ hy vọng họ nhận ra được điều đấy thôi. Còn họ có thay đổi hay không thì Chúa mới biết được.